Hello teacher. Hello everyone. How are you today? Hi. Hello. Hi, how are you? Hello. Hi today. Are you good? Yes. Good? Okay. Has anyone catched COVID already? I hope not. Why are you like this? What happened? Yeah. What? Yeah. Cô không nghe thì con rồi. Cô không nghe thì con. Sao ấy nhỉ? Mic bật nhưng mà nói lại không nghe tiếng. Okay, okay. So, can everyone turn on your camera? No. Okay, everyone, yes. Turn on your camera. Sao em không bật được tiếng? Cô chưa tắt mic của bạn nào đâu. Các con vẫn có thể nói bình thường ấy. Okay. So, I hope everyone is fine and is ready for today's lesson. Okay, so today I have a lot of, you know, exercises and quizzes for you. Okay, so be ready. Okay, so let's continue with Unit 4, A True Story, okay? So, do you guys remember this story? Okay, you remember this one, right? But do you remember the content of it? Okay, so I need three people to read this story one more time for me again, and then I will check your memory if you remember what happened in this story. Okay, Tổ Uyên. Okay, Tổ Uyên, Diệu Hiền, and Hà Tuệ, Kathy. Okay. Cô sẽ cần ba bạn đóng vai giúp cô bài này. Mình đọc lại một lần nữa nhé. Okay, các bạn khác chú ý nghe, sau đấy cô sẽ hỏi check xem nó còn nhớ những cái thông tin này không nha. Okay, rồi các con đã bật hết mic của mình lên chưa? Bạn Tổ Uyên đâu nhở? Yeah. Tổ Uyên này, ok. Nguyễn Diệu Hiền đâu rồi? Con có đây chưa? Tổ Uyên. Cô ơi, bây giờ mình sẽ làm này lại từ đầu hay sao cô? Ừ, mình đọc mà các con đóng vai và đọc giúp cô cái bài này thôi. Cô gọi ba bạn. Cô hôm nay các con nó bị làm sao rồi, nó bật, nó cứ lên đây, con xin phép con tắt cả rồi. Ok con. Rồi, bạn Tố Uyên này, bạn Diệu Hiền và bạn Kathy đọc giúp cô nhá. Các con có đây hết chưa? Ba bạn có đây hết chưa? Rồi, một bạn làm mẹ này, một bạn sẽ làm bạn Todd và một bạn sẽ đóng vai ông cảnh sát này, được chưa? Rồi, thế bạn Tố Uyên sẽ đóng vai mẹ, bạn Diệu Hiền đóng vai bạn Top này và bạn Kathy đóng vai ông cảnh sát. Ok. Rồi, you can start now. Bắt đầu. Về cái đoạn dẫn chuyện thì là con đọc luôn. Ừ, đúng rồi con. Con quên cách đọc năm 1993 rồi. Mình sẽ đọc hai số đầu và hai số cuối. 1993, đó đọc như nào? 19 and 93. Không cần end đâu. 1993. Wow, 1993. Okay. 1993, Todd enters the graduation days. Mm. I've got a present for you, Todd. Wow, thanks, Mom. What a beautiful ring. Look, it's got your name inside as well, Todd Henderson. I hope you look after it. What are you doing, Todd? I'm looking for my ring. I can't find it. Okay. Huh? Oh, đọc tiếp nhé. Hi, can you help me? I can't find my ring. What's it like? Can you describe it? It's new. It's made of silver and it's got a big blue sun on it. It's got some writing on it too.
I'm sorry, sir. We don't have a ring like that here. Oh no, I think it's in the lake. What can I say to mom? Okay, very good. Thank you, Tổ Uyên, Diệu Hiền and Kathy. Okay, có một vài từ con đọc thì cô sửa nhá. Rồi, đầu tiên là từ từ gì nhỉ? Cô thấy là bạn Diệu Hiền đọc câu này hay đấy, hay rất là hay. Nhưng mà mình đọc cái từ này là sir này, không phải seer đúng không? Sir, describe, can you describe it? Okay, và từ graduation, ngày tốt nghiệp, lễ tốt nghiệp, graduation, yay. Rồi, rất tốt. À, có một từ nữa, made of, made chứ không phải là mad, đúng không? Mad như kiểu là điên ấy. Mình không có chữ E, nhưng mà có chữ E và mình đọc là made. Rồi, okay, it's new, it's made of silver. Okay, để xem là các con có nhớ bài này không nhá. Con vẫn được bật mic đúng không? Thì cô sẽ hỏi vài câu nhá, xem có nhớ không này. Các con có thể đồng loạt trả lời. Okay, what is that special day? What is that special day? Đấy là it is graduation day. Okay, it is Todd's graduation day. Okay, when is it? What year? What year? When is it? 1993. 1993. 1993, đúng rồi, giỏi. Okay, how old is Todd? Do you remember? How old is he? Nhớ không? Okay. Sao mà biết được là bao nhiêu tuổi nhỉ? Trong khoảng 2 tuổi. Okay, he is 21. 21 tuổi. Okay, what does Todd's mom give him? She gives a ring. Okay, very good. What is it like? Okay, không được cho xem. Okay, what is the material of it? What is it made of? Made of silver. What color is it? It's blue. Blue. Okay, it's blue. What does it have on it? It's many letters in writing. Ở trên cái nhẫn có cái gì nhỉ? Có cái gì? His name. Name, okay. Okay, his name. What else? What else? A blue rock. Okay, a blue stone. A blue stone, đúng rồi. Blue stone nghe như là tên của một hãng đồ gia dụng hay sao ấy nhỉ? Okay, blue stone. Okay, what is it on the ring? Okay, so there is some kind of writing on it, right? What is it? Chart. Có một cái chữ viết gì đó trên đấy đúng không? Nó là cái gì nhỉ các nhỉ? His name. Okay, it is Todd's name. His name. Okay. And what else? Không chỉ có tên đâu đúng không? Không chỉ có tên đâu. Nhân dịp gì chúng ta phải có cái gì nhỉ? Name of the university, right? And the date that he graduated. Okay. Where does Todd go 2 days later? Where does Todd go 2 days later? Go fishing. He goes go fishing. Fishing. Okay. Okay, cô hỏi là where đúng không? Where? Thì chúng ta the lake. Okay, he goes to the lake, right? Why? What does he do there? He's fishing. He wants to find the ring. No, 2 days later. Trước cái đấy. Okay. Là 2 ngày trước. 2 ngày sau. 2 ngày sau, sau khi mà mẹ tặng anh ấy cái nhẫn này, thì anh ấy đi ra hồ và đi câu cá. Okay. Okay, where does Todd look for his ring? Where does Todd look for his ring? His ring. Có nghĩa là Todd tìm nhẫn của anh ấy ở đâu? He's lục lọi ở chỗ nào nhỉ? Không, anh ấy lục lọi ở chỗ nào để tìm nhẫn ấy? In his room. Okay, in his room. How does he feel? How does he feel? Anh ấy cảm thấy scared. Oh. He feels
he's feel. Mỗi khi các con mà mất đồ, các con tìm loạn hết cả lên, các con đang cảm thấy như nào? Worry. Oh, đúng rồi. Worry. Worried. He's very nervous and he's very worried. Đúng không? Đồ rất là quan trọng với mình mà mất một cái là lo lắm, với cả cũng hơi sợ ấy, đúng không? A little bit scared. Okay. What does he do next? What does he do next? He calls the policeman. Okay, he calls the policeman, right. Okay. Have the police got their ring, got his ring? No. No. Okay. So, in today's lesson, we are going to read the next part of the story. Okay, so I need, so how many character are there in this part? Okay. So, cô sẽ cần một bạn giúp cô đóng vai cái anh chàng áo xanh này, một bạn đóng vai cô áo tím, và một bạn sẽ như là người kể chuyện ý, đọc giúp cô cái đoạn. Ồ, sau này cô là người kể chuyện à? Là đã nhớ, là lớn lên rồi đúng không bạn, cô? Cô cũng không chắc, nhưng mà đây, nếu mà con đọc chuyện, con sẽ biết hai nhân vật này là hai nhân vật nào. Cho con đọc đi cô. Ok, để cô xem nào. Mấy cô thấy các bạn thấy rồi này. Minh Chí nhá, Minh Chí có sẵn sàng đóng giúp cô không? Yeah. Ok, Minh Chí đóng vai bạn anh chàng áo xanh. Bạn bạn nào nhỉ? Chu Ba Sang à? Con có đây không? Cứ bật mic lên cô hỏi này. Con có sẵn sàng đọc giúp cô không? Con sẽ đóng vai người kể chuyện. Dạ có. Cả một ông áo đỏ nữa. Ông này nói rất là ít nên là người kể chuyện nhá. Và bạn nào sẽ đóng vai cô áo tím nào? Bạn Lan bắp luộc nhá. Được không? Ok. Rồi, ok, các con có thể bắt đầu được rồi. Áo xanh. Wow. Là bạn Minh Chí. Rồi. It's a big one, about 10 pounds, I think. Hey, look at this. Đâu? Cô B chứ nhỉ? B. Wait a minute. What is? Hey, look at this. Wow, was it in the lake? No, it wasn't in the lake. It was inside the fish. That's amazing. I can see the name of a university and a date. There's a name inside as well. Look, it says Todd Henderson. Henderson. Maybe we can find this person on the internet. Todd was very surprised and very happy to see his ring. I can't believe it. Journalists were very interested in Todd and the ring. The story was in lots of newspapers and on the internet. Todd doesn't wear the ring now. He keeps it in a drawer at home. He doesn't want to lose it again. Okay, very good, very good. Các con đọc rất là tốt. Rồi, nhất là bạn mà đóng vai vào tím này, Lan đúng không con? Rồi, đọc rất là tốt. Các con đều đọc rất là tốt, nhưng mà chỉ có một cái chỗ này, hình như là cô động nhắc một lần rồi. Cái từ say đâu ấy nhỉ? Đâu nhỉ? Chữ say. Say đây, đây này, chỗ này con ơi. Mình nhìn là say thêm s đúng không? Thì mình đọc là says, nhưng mà mình tiếng Anh họ không đọc như thế, họ đọc là says. Says. It says Todd Henderson. Ok, thế thôi. Rồi, con muốn các con cần lưu ý thôi. Không đọc là says, mà đọc là says. Về sau, các con mà làm bài thi, nó có cái câu này đấy. Và mình hay chọn từ này lắm. Kiểu như là nó cho một loạt những cái từ có chữ S ở cuối. Và nó bắt mình phát âm xem là chữ S ở từ nào thì đọc khác nhau ấy. Đúng rồi đấy. There's a name inside as well. Look, it says Todd Henderson. Rồi, okay. So, are these two people, the man in the green shirt and the woman in the blue shirt, are they the same character as the first part? No.
No, right? So they are two different people. And what is their importance in this part? They find out the ring. Okay, they found Todd's ring, right? Okay. Con có để ý năm không? Năm này là năm bao nhiêu à? 2014. Năm 2014. 2014. And since 2014. The time Todd lost his ring, it was in 1993. Okay, so it was wow. A long time. And he finally finds his ring, right? From his graduation day. Okay. Hi. Okay, what is the surprise? What are you most surprised in this story? Nó còn tiên nhất về chi tiết nào trong đoạn này? Trong cái phần này. Okay, cô mời bạn nhá. Okay, bạn Huy Trường giúp cô xem nào. Okay, so what are you most surprised about in this second part of the story? Đâu rồi? Con cứ tự mở mic được đấy. Con tự mở mic xem nào. Huy Trường đâu rồi? Hello. Huy Trường ơi, con đâu rồi? Không thấy. Okay, cô gọi bạn khác vậy. Cô bạn Lê Ngọc Ánh. Okay, what are you most surprised about in this second part of the story? I don't know. You don't know? Okay, so after all this time, Todd finally finds his ring. So do you think it is a surprise for Todd and for the readers? Các con có nghĩ đây là một sự ngạc nhiên đối với cả vừa với Todd này, vừa với những người mà đọc cái chuyện này không? Yes. Okay. The ring magically appear inside a fish. And there is like writings, Todd's name and the day of his graduation. And they just searched on the internet and they found. Okay. So it's like Todd is a very lucky guy, I think so. Ai bắt đồ cũng tìm được đâu đúng không? Đặc biệt là cái nhẫn nhỏ như thế này lại còn rơi xuống hồ, xong lại nằm trong bụng một con cá. Tôi nghĩ đây là quá là kiểu kỳ diệu luôn. Okay. So, do you know how old is Todd now? How old is Todd now? How old is Todd now? Các con có thể tự mở mic nhé. 1993 là bạn ý 21 tuổi, đúng không? Là năm 2014 là bao nhiêu tuổi? 42. 41. Okay, he is 40 of 42. Okay, he's like a grown man now. And he found a ring from his graduation day. Does he have a wife? Maybe. We don't know. It's for you to imagine. Okay. Cô nhìn Todd khi 21 tuổi với nhìn 42 tuổi nhìn khả quá cô. Chắc là do tay nghề của họa sĩ con ạ. Đúng không? Đây, Todd 21 tuổi đây. Và Todd lúc già đây. Không, không phải già, trung niên. Okay, so where is his ring now? Where is his ring now? It's at home, but he didn't wear it because he don't want to lose it again. Okay, he was too scared to wear it again and maybe lose it again in the future, right? So he just keeps it in his drawer. Okay. Maybe he will lose that ring in a shark, in a tummy of the shark. Okay. Các con có biết cái từ drawer này nghĩa là gì không? Drawer at home này. He keeps it in a drawer. A drawer at home. Đúng rồi, các bạn đúng rồi đấy. Là con cái ngăn kéo. Swing it go. Okay. Thực ra là cái bài này, cái câu chuyện của Todd tìm thấy cái nhẫn này là đã được lên báo đúng không? Sau đó thì đã được lên báo. Rất là nổi tiếng. Okay. He was very surprised and very happy. Okay. Rồi, cô, bài này là bài. Look at these questions from journalists.
write Todd's answer. Coi như là vai của Todd và viết ra những câu trả lời này. Đây là những câu trả lời đến từ người nhà báo ấy, những nhà báo mà muốn viết chuyện về Todd. Bây giờ con sẽ nghĩ như nào? Ok. Cho okay. Con trả lời câu đúng không? Còn 5 câu đúng không? Gọi con sẽ gọi cô gọi 5 bạn nhá. 5 bạn viết lên đây nhá. Con đi cô. Con xin lỗi. Rồi để cô xem nào. Con đi cô. Con đi cô. Rồi chờ cô tí để cô xem là cô sẽ gọi bạn nào. Con đi cô. Rồi con đang giơ tay đây cô. Giơ tay à? Thế để cô nhìn vào cái phần cam của con nhá. Bạn nào mở cam thấy nhá. Con đây. Con đang sạc cái này xíu. Cô ơi, em ơi. Chờ cô. Rồi cô sẽ viết tên các con đây. Bạn Jasmine, cô biết đoạt do nhà con biết viết rồi. Ok, thì cô sẽ viết tên của con ở đây. Viết nhon ở đây đánh dấu nhỉ. Rồi câu 1, Jasmine, cho cô đi từng bạn một. Bạn tiếp theo, Jenny có biết được cho cô không? I don't know. Câu số 2. Trời ơi. Còn bạn nào nữa rồi? Trúc Anh. Biết được cô dạ không? Con đi kiếm cho cô nhiều người giơ tay. Ôi cho con câu 5 cô. Còn con câu 5, bạn nào vừa nói đấy? Rồi, cô tên thì bảo có thể viết luôn. Cô sẽ gọi lần lượt. Bạn nào nhỉ? Có mấy bạn gọi rồi thì cô sẽ nhường cơ hội cho các bạn khác nhá. Ok không? Đồng ý với cô không? Nhiều cơ hội lát nữa còn chơi quiz. Ngọc Ánh viết cho cô câu số 4. Cô ơi, con không biết được. Không biết được à? Trời ơi, bạn nào không biết được? Trong ba bạn cô vừa gọi thì bạn nào không biết được? Con viết được hết đúng không? Rồi, cô gọi tiếp. Yeah. Cao Danh Lưu. Cao Danh Lưu câu được cô số 4 không? Trả lời cô. Ok, cô gọi bạn Diệu Hiền có vẻ giơ tay hơi lâu rồi. Không gọi thì cô cũng thấy hơi tội lỗi. Và bạn ai cô? Câu 5 là ai nhỉ? Bạn nào vừa bảo là cho con câu 5 ấy là bạn nào đấy? Nãy có ai đó bật mic lên và sau đó tắt. Thôi cô gọi bạn Chu. Em dùng máy tính em không biết. Sang à? Con tên là Sang à? Không phải con tên là Sang không? Đúng không con? Cô để tên cho con này đúng không? Rồi, các con, viết đi con. Jasmine thiếu một chữ E à? Được rồi, để cô viết lại cho. Ừ nhỉ? Các cô viết nhầm, sorry con. Không sao cô. Rồi, các con viết đi. Viết nhỏ nhỏ thôi. Để cỡ chữ 18 thôi là sẽ viết vừa. Con không chữ được cô. Con không làm được. Không chỉnh cỡ chữ được à? Yeah. Thôi mình cố gắng vậy. Ok, con sẽ đặt màu xanh blue. Okay, nó có hai màu. Bạn nào mà không biết được thì phải bảo cô để cô có thể gọi bạn khác để chúng ta không bị mất nhiều thời gian. Con không biết được cô. Con sao không biết được á? Thế để cô dành câu quyền trả lời cho bạn khác nhỉ? Bạn nào nhỉ? Lưu Phúc Khánh cô gọi con nhá. Bạn nào viết chữ mi vậy? Vâng. Khánh. Máy phun đâu à? Ai đó đang xem TV. Anh vừa tắt mic cô. Tắt mic lại bảo con đi nhá. Ai tắt cho cô rồi? Yes, I am. Rồi, các con viết đi. Bạn nào không viết được thì bảo cô ấy. Suốt ở đây cô mới chỉ nhìn nó con, cô còn chưa đọc chat cơ. Rồi, kiểu trên màn hình của cô bao nhiêu là tab ấy. Có tab hiện cam này, có tab hiện để mở mic cho con. Không nhầm rồi. Tab viết này. Oh my god, không phải ai được á. Okay. Như là có thầy Vương ở trong này. Có thầy Vương không nhỉ? À có. Ok.
Thì Vương và backup cô. Minh Trí, sao con lại viết cái gì ở trên bảng thế này? Ok, cô chưa thấy bạn nào viết. À, có bạn Khánh viết rồi. Ok. Are you surprised to get your ring back? Well, hi, where was your ring? Can you describe? Cái chỗ cho dần á, con lỡ quên á. Ok con, coi như là typo nhá. Rồi, cô biết là con viết cho dần rồi. Ok. How old were you in 1993? Khánh ơi, con nhìn xem. I was 21 years old in 1991 á. 1991 á. Đó, người ta hỏi là lúc năm 1993 thì ông bao nhiêu tuổi? Là tôi 21 tuổi năm 1991. Trời ơi. Trở lại giúp cô. Thực ra là Jasmine mà con vẫn đang đợi các bạn khác làm ý, thì con có thể sửa lại câu này cho con thật của con ý. Thật là hoàn hảo. Ơ, thế còn bạn Jenny, Trúc Anh và Diệu Hiền có viết được không các con? Một sự đau buồn. Ok, yes. Rồi. Cô thấy là cái nhẫn này nó có khá là nhiều chi tiết đấy đúng không? Cả chi tiết ở phần 2 thì con nhiều, nó không đủ dòng cho nên em chỉ viết một chi tiết thôi được không cô? Đủ mà. Thế thì cô mới để hai dòng đấy bởi vì nó dài. Nếu mà con muốn viết dài. Nhưng mà em không chỉnh được kiểu chữ. Con kéo cái phần text nó dài ra nhá. Con kéo phần text nó dài ra thì nó sẽ không bị xuống dòng. Con có thể viết dài xuống dưới cũng được. Was the ring a present? Yes, it is. Con bạn Diệu Hiền có thể nói rõ ra giúp cô yes, là yeah. Present này là từ ai được không? Diệu Hiền nói rõ giúp cô là quà này là quà của ai tặng? Todd. Yes, I am. Ok. Cái chữ L của con nó dính vào chữ O. Rồi, cô hiểu. Rồi nhá, Jasmine này. Nói giúp cô là câu 1. Không, các bạn cùng nhìn mà. Cho cô hỏi bạn Jasmine. Riêng là were này là thì gì? Were là thì... Thì quá khứ đơ nè. Ờ đúng rồi con. Rồi. Thế lúc mà con trả lời thì con cũng phải để quá khứ đúng không? Thế con làm sao mà con có thể để là yes I am được? Vậy là yes I were cô. Ai gì thì con phải tự biết nhá. Ok. To be trong quá khứ thì mình được phân chia thành hai loại đúng không? Một loại thì dành cho chủ ngữ số ít, một loại dành cho chủ ngữ số nhiều. Hai loại đấy là hai loại gì? Đó. Jasmine cũng kéo dài cái text ra thì con sẽ không cần chia đôi, chia cái câu trả lời của con thành hai phần nữa. Con có thể viết thành câu dài. Ok, Jenny con viết cho cô chưa? Yes. It has a name. It has a university and a date. Ok, lát nữa cô hỏi. Chúc Anh miêu tả rõ cho cô cái nhẫn này trông như nào nhá. Yes. It's from his mom. Ok, con nhớ ở ngoài cô bảo là journalist. Cái người nhà báo này đang hỏi Todd đúng không? Nghĩa là Todd đang trả lời. Thế thì làm sao mà con bảo là đúng rồi, nó là từ mẹ của anh ấy. Anh à? Đúng không? Phải là mẹ của tôi chứ. Đúng không? Mình đang đóng vai Todd trả lời cho bên nhà báo mà đúng không? Đấy, Diệu Hiền sửa giúp cô xem nào. Nói như nào? Nó là từ quà từ mẹ của tôi. Đúng không? Của tôi chứ không phải là của anh nào cả. Rồi, ok. Con chưa? Con Jasmine nhá. Bây giờ con thử nói cho cô đi. Tức là con chưa viết kịp đâu mà con thử nói lại cho cô câu trả lời câu 1 xem nào. Were you surprised to get your ring back? Rồi con đọc đi, con đọc đi. Yes, I were. I didn't want to lose it again. Ok. Rồi cô sửa đây này. Đầu tiên, đây là thì quá khứ đơn thì các con biết rồi. Nhưng mà chủ ngữ đây là ai? Mà ai thì là số ít. Cho nên là mình phải viết cái dạng to be đi với số ít cơ thì phải là yes. Done. Yes gì nhờ? I was. Yes, I was. Rồi. Cái câu sau. Câu sau là I doesn't. Thì có đúng không? No, I don't.
Đúng rồi. Phải là I don't. Yes. Rồi, nhớ nhá. Doesn't thì chỉ đi với chủ ngữ kiểu như là he, she, it thôi. Và chủ ngữ số it. I don't, chấm chấm chấm. Okay. Jenny, có sao Jenny không làm được cô nào? Nếu mà con không làm được, học không con phải nói luôn cho cô để cô mời bạn khác chứ. Đâu rồi? Con không biết đâu. Không nghe rõ. Đây là câu hỏi mà. Con chỉ cần đọc bài đúng không? Con chỉ cần đọc ở bên part 2 này, cái tranh ấy. Sau đấy con biết thôi. Nào, where was your ring? Nhẫn của anh ở đâu? Nhà báo hỏi Todd là cái nhẫn của anh đã ở đâu? Thế. Trả lời như nào Jenny? Nói luôn giúp cô là không cần viết. Con có tập trung vào bài không thế? Để con xem coi có kêu bạn Jenny được không nhá. Hey, bạn nào giúp cô nào? Me please. Me là bạn nào đấy? Cho cô cái tên được không? Rồi bạn Me này đi. Rồi, nói được cô. Where was your ring? Yes, it was under the fish. Under? Ở dưới con cá? Inside. Rồi, it was inside a fish. Rồi, đúng. Chúc Anh, can you describe the ring? Miêu tả rõ kỹ cho cô nhé. Tất cả về chất liệu này, rồi có cái gì trên đấy, rồi nó gắn cái gì ở trên đấy. Yes, name of a university and a date. Okay. What else? The story was in lots of newspapers. And cô vẫn đang bảo con là mình miêu tả cho cô xem cái nhẫn nó có hình dáng như nào, chất liệu như nào, được gắn cái gì trên đấy và có được khắc cái gì trên đấy. Đúng không? Có thể miêu yes. tả cho cô được không? Okay, what is it made of? What is it made of? Nhớ không? Chúc Anh có phải lúc nãy con vào muộn không? Thế là bỏ qua mất cái phần cô summary. Vâng, hồi nãy em vừa muộn không. Ok, thì cô cần một bạn khác nha. Rồi, cô cần một bạn khác. Nhưng mà con viết như này là đúng rồi. It has a name of a university and a date. Rồi, bạn Thế Vinh. Thế Vinh miêu tả lại giúp cô nhẫn xem nào. Làm bằng chất liệu gì? Có gắn cái gì trên đấy? Nhớ không? Thế Vinh, con cứ tự mở mic lên rồi nói nhé. Đâu rồi nhỉ? Thôi bạn nào giúp cô đi. Đâu rồi? Đây Thế Vinh thấy mở mic rồi nhưng mà hơi ồn nhỉ? Con mở lại xem nào. Con mở lại mic xem nào. Mở đi con. Chưa mở được chưa? Em chưa biết à? Ok. Thế cô nói luôn nhá. Ok. So the ring, it is made of silver. It has a blue stone on it. And it has some writings like Todd's name, the year of his university, the name of his graduation day, and the name of his university. Ok. So was the ring a present? Yes. Đấy, lại thế rồi. Diệu Hiền cô was lại là thì quá khứ đúng không? Yes, it was from my mom. Okay. Có bạn Khánh là trả lời khá là ổn đấy này, mặc dù ban đầu là hơi bị đánh nhầm một tí thôi đúng không? How old were you in 1993? Chết rồi. Cô mới bảo là bạn sai cô ơi. Ôi ơi. I was là cái gì? I was. His. Không. His. À, em biết em thay đâu. Đang hỏi Chót là lúc đấy anh bao nhiêu tuổi? Thì phải trả lời lúc đấy thì tôi 21 tuổi. I was, đúng rồi. Am thì lại thành là I am. Đúng không? Lại là thì hiện tại à? Rồi, ok. Check nha. Ok. Yes, I was very surprised.
was inside a fish in a lake. It's made of silver and it's got a blue stone on it and it's got my name on it too. Okay, yes, it was. It was a present from my mom and I was 21 years old. Okay. Rồi, con nhớ bài phết đi chứ. Mặc dù là chia động từ hơi sai chút. Okay, so rồi, cô sẽ nói qua một chút về thì quá khứ. Nhưng mà lần này thì cô mới đề cập đến to be thôi. To be thôi nha. To be trong quá khứ thì mình sẽ biến đổi thành hai loại là was và were. Thì cái từ nào mà ít chữ cái hơn thì dùng cho động là cho chủ ngữ số ít, còn từ nào mà nhiều chữ cái hơn thì dùng cho chủ ngữ số nhiều. Đấy là mẹo nhớ của chúng ta. Thế thôi. Còn khi mà mình muốn chuyển sang câu phủ định thì mình sẽ thêm not ở đằng sau và nó sẽ được viết tắt là wasn't hoặc là weren't. Thế thôi, rất là dễ đúng không? Quá dễ đúng không? Khi nào mình được try quiz hoặc look at it, cô. Đây, bây giờ. Ok cô. Bài này, nốt bài này chúng ta sẽ chơi quiz để cho con ôn tập lại đấy, cái đấy. Con chim chấm dịch. Đúng rồi. 5 câu nhá. Ta có 5 câu. Cô sẽ gọi 5 bạn và điền giúp cô lên đây nhá. Ôi giời, vẫn còn sớm lắm. Khiếp các con, cứ giúp cô làm quiz còn sớm lắm luôn. Rồi, câu đầu tiên. Cô muốn làm bước cái Đức An. Cho em đi. Hello teacher. Ok, hello con. Con làm câu đầu giúp cô được không? Để con. Tao biết nhá. My friend làm... My friend were interested in my new ring, isn't it? My friends. Bạn nào viết đi. Word. Our. My. Thôi, con cứ viết đi cô. Con viết lên đây cho cô đi. Cô đã để chỗ. Dạ vâng ạ. Viết thôi nhắc. Ừ. Ok, Đức An viết là cô câu 1 này. Bạn Nút Power. Viết là cô câu số 2. Con cô. Con nào đấy? Con tên là gì? Chị Minh Chị. Bạn nào viết vào chỗ nhau rồi. Bây giờ cô đọc chat, viết cho cô. Muốn làm câu số mấy thì viết số và tên của mình ra. Trời ơi. Nào viết đi. Cao danh lưu khoe điểm cho với các bạn à. Thế mà quay cô gọi chả nói gì. Nào, có bạn bạn nào muốn Lan giáo dục Lan làm câu 2 cho cô. À đâu? Nút Power làm câu số 3 đó cô. Bạn Lan làm câu 2. Nút Power làm câu 3. Jenny làm câu 4. Còn đi cô. Làm câu 5. Hết nhá. Xong. Hết slot. Okay, nhớ là có chúng ta vừa có cô. Câu... Không con ơi. Con cứ ghi lên đây thôi là được. Nhớ là có thể là phủ định đấy. Nên là mình phải dựa vào nghĩa. Rồi, cô thấy bạn Đức An làm câu 1 là ngon rồi đấy nè. Ok, câu số 2 bạn Lan làm cho cô này. Câu số 3 là bạn Nút Power. Câu số 4 là bạn Jenny. Đúng không? Và câu số 5 là bạn Sunflower. Cô! Yep. Câu số 5 có 2 chỗ đúng không? Thế bạn Diệu Hiền làm giúp cô cái phần phía sau. Chia ra, mỗi người làm câu. Yeah. Em là ai đấy? Con tên là gì? Trời ơi. Nút Power làm chưa? Làm cho cô câu số 3. Rồi còn câu này thì thôi cho bạn Nút để làm luôn đi. Còn bạn Diệu Hiền nếu mà làm được vào đây giúp cô thì làm nhá. Làm chỗ cô vừa vẽ vào đây này. Diệu Hiền làm vào đây. À, Sunflower làm mất rồi. Rồi con làm nốt nha. Cô block đi cô. Có quiz yên tâm. Trời ơi. Ông ý ban nói là ý bạn đó là cô. Bạn nói gì nhỉ? Cô ban nói là block đi cô. Con chẳng hiểu là block đi cô nghĩa gì ấy. Một bạn nói thôi, cô không hiểu. Cấm cô block đi cô. Rap. À, block it á. Vâng. Thì cô cũng rồi, chỉ là cô có, chỉ là cô có quyết định chơi block it hay không thôi. Rồi, cô chữa đây này. My friend. Đừng gửi lưu em nhé. Không.
lát nữa phải xem tình hình như nào chứ. Ok, my friends là chủ ngữ số nhiều nên chắc chắn chúng ta phải chọn were. Thực ra câu này chọn weren't cũng được. Có thể là bạn tôi không thích cái nhẫn mới của tôi, đúng không? Nhưng mà mình cứ tích cực đi. My friends were interested in my new ring. My dad là chủ ngữ số ít nên mình dùng was là đúng rồi. Nhưng mà mình xem, đúng rồi, có not. Họ cho mình chữ not ở đây để biết là ok, tôi đang dùng thì quá khứ ở dạng phủ định đấy. Ok, was not. Was not viết tắt là gì nhỉ con nhỉ? Wasn't. Hey, đúng rồi, có nghĩa là mình bỏ cái chữ o này đi và thêm chữ n, dấu phẩy và chữ t. Thay chữ o bằng cái dấu phẩy đúng không? Hoặc phẩy trên. Rồi, we weren't not happy. Our dog was missing. Oh, chúng tôi rất là buồn. Ủa, câu 2 bạn đó làm đúng không cô? Đúng con, đúng con. Was not, okay, đúng, yeah. Nhưng mà cô đang nói là khi mà mình viết tắt was not thì viết thành wasn't. Rồi. You were very tired yesterday. I wasn't hungry, but I was very thirsty. Okay. Lưỡi cô hôm nay là cái lãn đích lên. Rồi. Còn nhiều bài lắm nhưng mà thôi chúng ta cứ làm quiz cái đã nhé. Đấy, nhìn thấy không? Nhìn thấy cô mở nhiều tab không? Chứng tỏ là có rất nhiều quiz. À, cô sẽ đi làm cái bài. Cô look at mà cô. Live lesson. Em là cô biết rồi, cô biết rồi. Để Yên cô nghĩ xem nào. Lao cương vào quan. Bây giờ nghe nè, bây giờ kể giống như là ví dụ cô của bạn này cơ. Sau đó chơi blockade đều được. Tôi đi các bạn đi cô. Ôi chơi cái gì cũng được. Cô cái gì cũng được không? Thế cô cho chơi cái này trước. Cô biết là chơi quizzes trước sau đấy nhá, bởi vì block hiện chiếm rất là nhiều thời gian, nếu mà cô cho con chơi trước thì chính mình chẳng có thời gian chơi khác nữa. Ok, được không? Dạ được ạ. Thế bây giờ chơi quizzes là chơi team hay chơi classic à? Bạn classic chơi chim trước rồi chơi classic sau. Ok. Dạ. Yeah. Mấy chim đấy nhỏ. 53 bạn cô chia thành 5 nhá, 5 chim. Có tổng cộng 50 người. Ơ cô có 50 người chứ cô. Ừ thì là mỗi chim bằng 10 người đúng không? Có 10 người. Thế con thích là chia thành 10 chim, mỗi chim có 5 người à? Rồi. Ok, copy link paste vào trong chat. Bỏ vào không chat đi cô. Ok. Cô sẽ bấm. Ok, xong rồi. Bạn nào mà dùng các thiết bị khác như là điện thoại hoặc là máy tính bảng thì các con sẽ dùng đường link joinmyquiz.com ở trên Chrome hoặc là Safari của mình, sau đó nhập code. Rồi, vào rất nhanh. Bạn nào mà đặt hàng Shopee xong đến bây giờ hàng vẫn đang ở thẩm quyến không? Con nghĩ là không đâu cô. Có một lần cô ạ. Có đấy, con... cô thì có đấy. Con đặt của cô là nó hàng gì đấy, hàng châu xong rồi về đến tận 4 tháng sau nó mới giả. Con chưa bao giờ bị thế. Phải đến 4 tháng sau nó mới giả lại cô ạ. Các con phải đặt hàng nước ngoài ấy. Thì... Có nhiều mình cả tháng con chưa rồi. Đặt trong nước còn phải đến 2 tuần mới giả lại của. Có thế á? Đúng rồi đấy. Thế thì chắc đặt cái đợt đấy lâu lắm. Cái đợt đấy là cái đợt nó cấm, nó cấm bay cô, đặt từ trong miền Nam ra xong nó phải 2 tuần nó mới cho ra nước. À. Mỗi team là có bao nhiêu người vậy cô? Mỗi team có khoảng 10 người con ạ. Nếu như tất cả mọi người đều vào nhá thì mỗi team có khoảng 10 người, nhưng mà thường thì không phải ai cũng vào hết được.
Ê, con hiểu. Rồi, cô chim ở dưới nó nhiều người kìa cô. Cái này thì cô cũng không cô không điều khiển được bởi vì nó shuffle. Nếu như các con dầm đó, hả cô? Nó không được đều nhau thì đây, cô sẽ shuffle teams này. Có cái nút shuffle này nhưng mà cô nghĩ là cô sẽ không shuffle. Chắc thôi. Shuffle là sao cô? Shuffle là trộn nó lên ý. Giống kiểu là con có một bộ bài đi. Khi mà con shuffle nó thì là con trộn bài lên. Kiểu giống như bài Uno hoặc gì đấy. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Có nghĩa là mình sắp rồi, mình đúng cái nào rồi mình vô trong đội đó, đúng không cô? Sao hả con? Đúng. Ở trong thiết bị khác tham gia đường link rồi cô? Đúng rồi con ơi, con sẽ vào Google Chrome ấy, vào trong trình duyệt trên máy điện thoại của con ấy. Xong rồi nhập cốt. Ừ, không phải nhập cốt, mình phải vào cái đường link là joinmyquiz.com này đã. Sau đấy khi mình xong cái này nó bắt mình nhập cốt thì con biết, con nhập cái số này lên. Là được. Được. Hoặc là do trong phong chat cô nhớ đường link á. Cô đợi em tí nha cô. Cô start đi cô. Nếu như mà các con dùng máy tính thì không cần làm như thế, cứ nhấn vào đường link cô gửi ở trong chat là được. Dạ. Yep. Con thấy lúc con học điện thoại con cũng nhấn vào là vẫn học bình thường. À thế, thế thì tốt, thế thì tốt. Nếu mà các bạn muốn đăng nhập vào trong WG thì vào trong đường link này này. Đây này, lên máy cô này. Code là gì cô? Join my quiz này này. Nó sẽ bắt mình nhập code. Cô là 182637. Đấy, cô sẽ nhập đấy, cô sẽ nhập vào đây. Rồi ấn là join a game nó xong. Rồi cô bắt đầu nhá. 39. Ok cô, bắt đầu đi cô, lâu lắc quá cô. Bắt đầu đi cô. Nhóm con được 8 members rồi. Ô thế là có đủ 40 rồi này, thế là chia đều mỗi nhóm là 8 bạn đúng 8, không? 8 8 8. Chỉ có cái đội con sắp có cái à không đủ hết mà con rồi, chia là được rồi cơ. Đúng rồi, 40 chia cho 5 mà. Ok ok ok. Rồi. Okay, in the first place we have Jazz Tatters. Là con gì nhỉ? Con gì vậy?
Bố con gì vậy cô? Không biết. À con biết rồi cô, cái con này á là kể giống như là nó thường ăn những cái con kiến á, nó sẽ lấy những cái con kiến. Không phải con ạ, lúc đầu cô cũng tưởng thú ăn kiến. Có đúng hết cô. Nhưng mà nó là con lợn vòi. Được rồi. Con đúng hết cô. Con đuông dừa. Rồi, cô vừa mới thoát ra một tí mà bạn mà nhóm morning out đã lên vị trí thứ nhất rồi đây này. À, tụi con đứng thứ tư rồi cô. Còn cô Lady Square sao cô? Ủa, con sai đúng một câu cô. Đúng. Nhóm chat tap tap. Biết đọc, cô không biết đọc luôn. Trời ơi, đọc như nào không biết luôn. Con ăn vui. Chưa biết con này là con nào. Ôi, bạn đọc lên em là cô. Ủa, con nói là cái anh này gì vậy cô? Con nào? Con chân sáo chơi có con là con lá xin nhá cô. Kiểu bạn nói mà chồng cô chả nghe gì. Lát nữa rồi hỏi, lát nữa rồi cô giải đáp. Con trò chơi cho cô. Để cô tìm cái con này nó đọc đi nào. Taper, rồi. Em ăn jazz taper. Thuộc đi cô. Sao nhóm đấy không làm nốt đi? Các con, nhóm con lợn vòi. Các con. En đi cô. En á, en nhá. Phải làm không hết thế này. En đi cô. Con là con này nè, con không sai câu nào. Thế là góp phần vào chiến thắng của đội không? Con cũng đâu sai câu nào. Con vẫn là hạng 5. Con sẽ chữa qua một chút rồi chúng ta sẽ sang block kiệt nhá. Sao con? Cá mập. Cả đội cá mập vẫn đứng bét của. Ôi chưa xem kiệt kìa. Đúng rồi, đội con. She was at the cinema last week. Ở trong thì quá khứ thì mình sẽ có những cái gọi là thời gian để chỉ đấy là thời điểm quá khứ đúng không? Mình sẽ có những quyết này, tuần trước thì chắc chắn là mình phải chia quá khứ thôi. Không phải chọn is là cái chắc. She là chủ ngữ số ít để mình chọn was. She là was. Yesterday cũng là một dấu hiệu nhận biết của thì quá khứ đơn này. Were you? Ok, you. Là chủ ngữ số nhiều đấy. Tom and Tina were late for work yesterday. Hai người cả. Bạn chọn was. Ngồi hai người. Đã nhiều rồi. Đã nhiều rồi. Okay. The game. Was the game easy? Đúng rồi. À, kiểu ít đó. Các con hay bị nhầm là you nhỉ? You thì vừa có... You nếu mà chỉ một người thì vẫn là bạn đúng không? Nhưng nếu mà chỉ nhiều người thì cũng được. Là các bạn. Cho nên là người ta coi nó là chủ ngữ số nhiều con nhé. Nên là nhưng mà một người thì nhưng mà... Thì kiểu giống như là she hoặc là có tên. Còn nếu mà là you thì chúng ta sẽ sử dụng were. Giống như là you are ấy. Con cứ suy từ you are mà ra. Are thì là nhiều đúng không? Nhiều đấy. Okay. Monica wasn't with her friends yesterday. My parents. Chắc chắn rồi. Ủa, bạn nào vẫn chọn are này. On Saturday. On Saturday nếu như mà on this Saturday thì còn, nhưng mà on Saturday thì mình phải hiểu là thứ bảy chưa. My parents. You were okay. We ở chủ ngữ số nhiều này. She wasn't at the shop last week. Đúng rồi. My sister and I. My sister and I là hai người nên mình chọn were. Mark wasn't at home. Mark là tên riêng, là tên của một người. Sao bạn mình nhầm were isn't thì cô. Đúng rồi, isn't. Thực ra câu đấy thì nó cũng hơi gì nhỉ? Hơi ambiguous, hơi bị hiểu lầm một chút đúng không? Rồi, coi như là thực ra chọn isn't cũng được, nhưng mình đang học quá khứ.
Okay. Weren't happy with the football results. Okay, xong. Nhìn chung là khá là ổn và cô xem con xem... sai đúng một câu mà kiểu nó bị tụt cái thành xuống. Thế yeah. Con đây. Nhìn chung là đội Morning Hours là thứ nhất này. Cái gì bố? Paper đứng số 2 và British. Bố đi đăng em hả? 3. Rồi bà xem. Đang bận đấy. Tiết hơn nhá. Xem chi tiết hơn là bạn nào đứng nhất này. Bạn thì ra mùa xuân hoa nở là vì em đúng không? Ok, bạn Minh Châu, bạn Cathy đều đúng 100% hết này. Ok, 100%. Ok, được rồi. Có sao có một bạn sai một câu mà sao lại đứng cao thế? Không biết, chắc là sai là nó nhưng mà sẽ... Bạn ấy nó đây sẽ này. Lên ấy. Ở dưới còn nhiều bạn sai nữa. Bạn này sai có một bạn sai duy nhất và bị lỗi. Ừ nhỉ, hay nhỉ. Con đứng hạng mấy cô ơi? Con là ai đấy? Con đứng hạng mấy cô? Trời ơi, con đứng là ai? Thầy cô là... Con xem. Anh nghĩ chả mạng đời cô, con cũng đúng hết mà. Điên ra điện. Con là thế đúng đấy cô. Đài hội quà, ok, con thấy con biết. Thế thì buổi sau cô cho con chơi lại cái bài này, nhưng mà chơi individual nhé. Đi. Ờ, thì cô. Chúng ta chơi Blue Kid. Các con không phải nhắc cô, các con không phải nhắc cô. Cô cà phê. Cô đã bảo là chơi là chúng ta dễ chơi rồi. Lần trước chúng ta chơi cũng hết rồi, lần này chúng ta chơi cái khác. Cà phê đi cô. Single. Cà phê đi cô. Chơi hát hay lắm. Mình đoán bừa mãi của các bạn là được gì? Hôm trước. Nào, cô nói hôm trước cô đã bảo là bởi vì chúng cô rất khó chọn trong rất nhiều sự chọn này nên cô sẽ đi lần lượt. Hôm trước chúng ta chơi Go Quest, hôm nay chúng ta chơi Crypto Hacks. Ok. Hello. Chơi lần lượt ai cũng trò nào cũng sẽ được chơi. Host nha. Cô đang rất lo mọi người à, mọi người đừng nói nữa. Rồi. Cô để cái này có thể chơi trò chơi lặp lại được cô. Thôi mọi người im lặng đi, cô đang dối lắm. Hay bình yên nào. 7 phút cô ơi. Không, 7 phút thời gian, con nhìn đồng hồ mà xem. 15 không bị muộn đâu. Ơ cái gì đấy? Vừa bị lát à? Ủa. Link đi cô. Cô gửi link đi cô. Cô bị cô. Vừa bị lát, yên. Cô gửi link đi cô. Cô thôi cũng bị vậy. Bắt cô log in. Lacking. We were lacking. Cô đăng nhập bằng mật khẩu á, bằng Google á cô. Ừ, gọi đăng nhập bằng Google cho nhanh. Ok, chọn 5 phút. Rồi, hốt xuống nha. Copy link. Rồi không ai nhắn vào trong chat nữa để cô paste link. Ok, xong. Nếu các con dùng thiết bị khác ngoài máy tính thì vào blockit.com/play và nhập game ID ở đây. 604433. Cô ơi, máy điện thoại. Ok, Tina, tốt. Blockit chắc có mà cô. Uống nước phát, cô khát nước quá. Nào vào được là tốt rồi. Bố block kit xong rồi gì là cô? Sao con? Con vào cái trang đấy rồi con nhập ID ở đây thế. 604433. Nếu vào là máy tính thì vào luôn link của cô ở trong chat ý. Không cần vào điện thoại đâu. Markup 37 à? 37 là 40 là đủ như là không lần chơi quiz rồi đấy. Kiểu lớp mình có 50 xong. Nhưng mà chỉ có một vài bạn vào thôi, một vài bạn ấy không vào. Chả lớp phải trừ hao đi. Giống như là lớp có 50 bạn nhưng mà 30 bạn lại chỉ vào thôi.
Đúng rồi. Em không có thể tuyệt đối được. Hình, em có thể lấy được hình trái đất đang cô. Có 49 mà chả có mới có 39. Lấy hình trái đất. Cô cho cô. Trái đất, hình trái đất á. Cô kéo xuống dưới. Một bạn nữa, một bạn nữa. Một bạn nữa. Ô thưa em là lúc đấy ở trong nhóm Jazz Tapers là có một bạn không chơi nên là điểm nó mới thấp, nó mới không chơi hết được. Và thế là vẫn đứng số 2. Giỏi. Cái giống như nó lỗi. Một bạn nữa thôi. Đê Ngọc à? Con tên là gì Ngọc vậy? Đặng Ngọc, chắc vậy á cô. Đặng Ngọc đây. Đâu nhỉ? Cô Hương Xấu. Bạn nào đặt tên là cô Hương Xấu? Trời đất ơi. Có bồn lắm. 50-50 thôi cô ơi. Ok. Một bạn nữa cho đủ 40 nào. Thôi. Con đang chưa vào vậy. Thôi nhá, bắt đầu ơi. Cô bắt đầu. Cô start đi. Chơi. Bro. Cái đi phá bom vậy, sợ quá. Con biết mấy cái dạng mà kiểu hát hát gì mà nghe nó nhạc nó kinh dị tối khỏi ngủ. Cái lúc mà mình chọn đúng á thì nó nghe cái nhạc vui lắm. Mà lúc chọn sai là nó như bị ma ám. Rồi, yên lặng để các bạn khác chơi nhá. Phải đặt các chọn nhớ nha. Nhớ là chúng ta chỉ có 5 phút thôi. Cô đặt thời gian 5 phút rồi. Cô Hương Xấu lại đứng số 3, trời ơi. Cả là cô Hương Xinh thì phải đứng số 1 con ơi. Đặt tên như thế thì đứng sắp thôi. Thôi cái này thì hay. Nhưng mà không thực chất. Nhưng mà dù sao chúng ta cũng đã chơi khuyên chuyển rồi. Yên tâm hơn một tí ạ. Mà vào muộn thì vẫn có thể vào được. Cô không chặn các bạn mà muộn. Nên là nếu vào được thì vẫn cứ vào nhé. Cưa leo thần. Nhạc cuốn phết chứ. Uầy, cái bạn đứng số nhất đây này. Được nhiều đấy. Của mọi người luôn. Còn hai cứ bị sai mã. Ờ đúng rồi, phải chọn đúng mã. Có lần cô cũng đã được chơi trò này rồi. Con hack được cô rồi. Con hack từ nãy em giờ chưa đúng cô mà. Cái này dựa vào may mắn nhỉ. Con hack tiếp nha cô. Hack tiếp đi con. Cái này dựa vào may mắn thôi cô. Đúng rồi. Có đất ra vẫn đúng nghĩa trên trơn cô. Có thấy có bạn Cathy là cướp được khá nhiều ạ. Ui, nhưng Cathy lại bị cướp. Lại bị xuống thứ tư rồi. Trời ơi. Thấy giờ con đúng không sai một không đúng không? Ghê vậy. Áo cướp của bạn nào? Bayern Munchen rồi đi. Rồi xong sai đúng một câu rồi cô. Nếu là sai thì sẽ không có quyền hack đúng không? Phải đúng.
thì mới hack. Mà quan trọng là còn phải hack đúng. Cũng có thể có quyền hack nhưng người khác hack mình chứ mình không được hack người khác. Có thấy bạn Sam đứng thứ nhất rồi đây này. Không có cái gì là tuyệt đối trong cái trò này cả. Có thể bị hack bất cứ lúc nào. Đúng rồi cô. Nhưng mà người ta hack là nãy giờ người ta đạt chia điểm cho em thôi à cô. Thế chưa cô, không hiểu sao luôn á. Ta còn 40 giây thôi. Hack được hai người rồi cô. Hack được 2 người, cố lên. Bạn thì ra là mùa xuân 23.000 crypto à. Hát lần 40 cơ. Rồi sao? 5, 4, 3, 2, 1. Từ birthday. Ông ơi. Từ cô. Cô ơi cái gì? Cô đặt thời gian là 5 phút. Ông hát nốt một người. Từ số 402 giảm xuống còn 33. Thế rồi. Sao trúng power rồi. Nó không tự end. Nó không tự end nhưng mà em là máy cô đang bị đơ. Có máy không? Sẽ... em có chứng minh lên học anh em nào làm được tiếp cô. Sao cô không end được vậy? Bởi vì máy cô đang bị đơ. Ờ. Cái này chắc. Cô Hương xấu. Ơ. Sao cô Hương xấu lại đứng thứ 3 này? Không phải thế đâu. Con đứng top mấy à cô? Con đứng thứ tư. Để cô view report nào. Xin lỗi nãy con có hát cô á cô. Nhưng mà không phải là cô đâu, một bạn nào đấy. Một bạn nào đấy đặt tên là cướp. Em đứng thứ 15. Ok, xem nhá. Đi đổi không này. Được. Ơ, con đứng thứ coi là con đứng thứ mấy à cô? Sao sao nó lại hiện là bị dỡ ra khỏi phòng sớm nhỉ? Last chả biết thì sao. Ok, thế thứ nhất các bạn Kathy, tiếp theo bạn Bayern Munchen, cô Hương Sinh, Minh Chí. Ha ha ha. Thì ra của Xuân Hoan ở là VN. Cô Sunflower Tina. Rồi. Cho xem bài này cô chả biết là bạn nào. Ôi cô, tính ra con được hát 5 lần mà đúng có 2 lần thôi á cô. Con chẳng đúng, con chẳng hát được câu nào. Chẳng hát được câu nào. Con hát 2-3 câu. Quá. Được rồi. Em à, em được người khác chia điểm chứ em không có hát đâu nha cô. Em không liên quan, em không hát mà người ta chia điểm cho em. Và ngay gần phút cuối chuẩn bị chiến thắng thì người ta hát em. Đấy. Chứ mình đóng hát, điểm mình sẽ bị hát lại. Cô có thấy chữ vừa em không hề hát người ta mà người ta thích hát em. Có dưa leo thần không cô? Có gì? Con đặt leo thần à, trong đó là dưa leo thần này cô. Có dưa leo thần à? Để check lại. Ồ thảo nào con cũng được hack dưa leo thần nhưng mà không có đúng mã. Xem là các bạn hack dưa leo thần là bạn dưa leo thần đứng có ở cuối thôi. Nói chung là đứng hơi nửa cuối tí. Ôi con đứng ở đâu cô? Buồn. Con là ai? Tính ra con được hack 5 lần luôn nha, cô mà. Con nhìn vào màn hình. Cô sẽ lướt từ trên. Này nhiều quá cô. Nghiệp cô. Cái này nó còn không hiện là thứ mấy cơ. Thế. Cô thấy là bạn Mekin này, cô chẳng biết đọc tên con là gì. Bạn này là hay viết lên trên bảng của cô lắm nhá. Cô nhắc lên nhá. Rồi, ok. Rồi. 9 giờ 9 phút rồi, số hơi đẹp đấy. Số hơi đẹp để chúng ta ao phòng nhá. Ok. Cô biết xem phong thủy. Lặn con. Người chơi hệ tâm linh. Ok con, ok. Gặp mọi người vào chủ rồi. Nhật tuần. Chuyện cho con vào chủ nhật tuần sau. Bye bye. Tuần này chứ cô. Ờ, tuần này nhá. Tuần này chứ cô. Tuần này. See you. See you sau này. Không, cô nói nhầm. Con sẽ học nốt nha. Bye. 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 Bye.